sao mặt trời luôn tỏa sáng? Vì nó cô độc. Trang Tử nói rằng, độc hữu chi nhân, thi vị chi quý. Người ở một mình mới có cơ hội trở thành một bậc kiệt xuất vĩ nhân. Hai thiên tài khoa học là Isaac Newton. 84 năm trong cuộc đời, ông chưa một lần sinh hoạt đời sống phu thê. Còn Albert Einstein, sống cả đời như một ẩn sĩ, thường luôn một mình. Đời sống một mình mới có kiệt tác xuất hiện. Chỉ khi một mình, ta mới có thể là chính mình. Chỉ khi một mình, ta mới có tự do. Chỉ khi một mình, ta mới có sự sáng tạo. Nếu được một mình, lúc nhanh thì thưởng thức tốc độ, khi chậm thì ngoạn cảnh ngao du. Một mình ta đến và một mình ta đi. Cho nên chỉ một mình ta mới có thể đi đến được tận chân trời góc biển. Khi một mình mà ai thấy mình thực sự vui vẻ và hạnh phúc thì biết được thân tâm của người đó được sắp xếp tốt và ổn hơn rất nhiều người. Kính thưa chị huynh đệ, trong sự xô bồ giao tế thì đó là bản năng của phàm phu vô văn. Còn trong sự tĩnh lặng cô độc thì đó là bản lĩnh của bậc hiền trí. Bản lĩnh gì? Là bản lĩnh của một con tim bao dung và một khối óc trí tuệ. Ta thấy tri âm cỡ như Bá Nha cũng phải đập vỡ cây đàn khi Tử Kỳ chết. Tri kỷ cỡ như Thi Thánh Đỗ Phủ và Thi Tiên Lý Bạch cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Vì tâm tôi hướng thủy, lòng anh hướng sơn, khác nhau lý tưởng, trước sau gì cũng chia tay. Nên mới biết rằng hai mình thì chỉ tạm thời thôi, một mình mới là vĩnh hằng. Hai mình chỉ là sự an ủi thôi, một mình mới thực sự là giải pháp cuối cùng. Ta có quá nhiều những đạo lý sống chung và sống hòa hợp với người khác, nhưng ta quên mất một điều, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vì vậy, chiến thắng được mình là chiến thắng tỏa sáng nhất. Nếu mình không tự hòa hợp lấy mình thì vĩnh viễn mình không hòa hợp được với người. Cho nên kết thân được với mình là cách tốt nhất để kết thân với người. Trong Phật giáo, nghĩa của từ Samana dịch là sa di, nghĩa là cầu tịch, tức là cần cầu sự yên tịch trong cô độc. Vì ham thích đời sống cô độc nên bậc xuất trần thượng sĩ trước là phải cắt ái từ sở thân. Vì sao vậy? Vì không cần và không còn muốn nương tựa lên người thân thương của mình nữa, mà chỉ muốn quay về nương tựa chính mình. Vì họ biết một điều rằng không một nơi nào vững chãi hơn chính họ, nên họ nương tựa chính mình là nơi an toàn nhất. Và nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, là lời di huấn cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao vậy? Vì đường luân hồi á, thì nó có tới lục đạo 6 đường lận, còn đường giải thoát chỉ có một đường mà thôi. Cho nên mới gọi con đường tâm linh giải thoát của Đức Phật là Ekayano Margo, con đường độc đạo hay con đường độc nhất, con đường thẳng tới Niết Bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ hay bát chánh đạo. Phật A-di-đà có tên tiếng Phạn là Amitabha Buddha, dịch nghĩa là vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng. Ai mà thấy được một phần bản lai diện mục của mình, người đó coi như một bậc giác ngộ ít nhiều. Và nếu hoàn toàn nhận ra được con người chân thật của mình thì gọi đó là bậc toàn giác Thế Tôn. Và người đó sẽ tỏa sáng như mặt trời. Cho nên người niệm Phật một ngày nào đó cũng sẽ thành tựu được vô lượng ánh sáng trí tuệ ấy. Đời sống cô độc cao thượng thánh thiện như vậy, nhưng Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy như thế nào với đời sống cô độc? Ngài dạy về người biết sống một mình như sau. Trong Tạp A Hàm Kinh 1071, Phật dạy người biết sống một mình là người thấu rõ các pháp mà không dính mắc vào một pháp nào, và tâm người đó không còn bị ái nhiệm.
Trong một bài kinh khác của Trung Bộ Kinh 131, Bhadika Ratta Sutta, Phật dạy, người biết sống một mình là người có chánh niệm an trú trong mỗi phút giây hiện tại của đời sống. Vì họ biết quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, cho nên tâm không đau buồn đến quá khứ và không lo sợ đến tương lai. Thay vào đó là tâm an trú hiện tại, quan sát và nhận ra sự thật vô thường vô ngã của mọi hiện hữu. Sự cô độc của mặt trời không phải vì nó chỉ vị kỷ biết cho riêng mình, mà nó hết lòng trọn vẹn với chính nó, cho nên nó tỏa sáng. Nhìn một người mà họ trọn vẹn hết lòng với chính họ, người đó rất vững chãi và tỏa sáng. Vì vậy, sự tỏa sáng là kết quả một cách tự nhiên của sự cô độc. Và chừng nào con chưa yêu sự cô độc, con chưa thể tỏa sáng. A Di Đà Phật.